cày chọn bộ Diên Hy công lược, chỉ trong 7 ngày, người phụ nữ suýt mù mắt. Diên Hy công lược, có lẽ là bộ phim nổi đình nổi đám nhất trong thời gian vừa qua. Có người săn đón từng tập một để xem, nhưng có người bận bịu với công việc. Chỉ có thể để dành cuối tuần, hay kỳ nghỉ lễ, rồi cày một thể, chẳng hạn như người phụ nữ Trung Quốc này. Theo đó, trong đợt kỳ nghỉ lễ dài ngày, nhân dịp Trung Quốc chào mừng ngày Quốc khánh ngày 1 tháng 10, một người phụ nữ họ Tím đã nhanh chóng chớp lấy thời cơ để cày bộ phim cung đấu, Diên Hy công lược. Chị xem phim qua máy tính xách tay của mình và cày cả ngày cả đêm, thậm chí quên ăn quên ngủ. Kết quả, chỉ trong vọn vẹn 7 ngày, chị Tím đã xem hết 70 tập phim, với thời lượng mỗi tập dài tới 45 phút. Thế nhưng, chưa kịp thỏa mãn, sau khi xem hết bộ phim yêu thích, chị Tím lại gặp phải sự cố về mắt. Theo đó, vào sáng ngày 7 tháng 10, sau khi tỉnh dậy, mắt trái của chị Tím bắt đầu nhìn không rõ. Tới ngày hôm sau, mắt trái của chị Tím chỉ nhìn thấy bóng người, và lúc này chị mới tới bệnh viện để thăm khám. Tại đây, các bác sĩ nhãn khoa chẩn đoán chị Tím mắc phải bệnh thần kinh thị giác, thiếu máu cục bộ, ION, hay còn được gọi là đột quỵ mắt. Tình trạng này xảy ra khi lượng máu đến các dây thần kinh thị giác bị chặn hoặc giảm. Trong trường hợp của chị Tím, đôi mắt của chị đã quá căng thẳng khi phải liên tục tiếp xúc với máy tính hay sổ sách. Thêm vào đó, thời tiết lạnh đã làm giảm đáng kể lưu lượng máu tới mắt. May mắn thay, chị Tím đã sớm tìm tới các bác sĩ, nên cơ hội hồi phục là khá cao. Một chuyên gia cho biết, đột quỵ mắt thường không gây đau đớn cho bệnh nhân, nhưng có thể nhanh chóng làm giảm tầm nhìn của một người mà không hề có dấu hiệu báo trước. Trong những trường hợp nghiêm trọng, bệnh nhân có thể bị mù vĩnh viễn nếu không được chữa trị kịp thời. Ngoài ra, các chuyên gia cho rằng, nhìn vào màn hình điện thoại trong bóng tối là nguyên nhân chính gây ra đột quỵ mắt. Nếu bạn bất đắc dĩ phải sử dụng điện thoại hay thiết bị điện tử trong đêm, tốt hơn hết, bạn nên bật đèn bàn lên và không nên nhìn quá 30 phút. Ăn lửa nồi lẩu mới thấy nguyên xác con chuột dưới đáy nồi. Nhà hàng đề nghị đưa tiền cho nữ thực khách mang thai đi phá thai nếu lo ngại về sức khỏe bào thai sau khi ăn nồi lẩu có xác chuột. Vụ việc xảy ra vào ngày 6 tháng 9 tại thành phố Duy Phường, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Một cặp vợ chồng, người vợ đang mang thai dẫn nhau đi ăn tại một nhà hàng thuộc chuỗi nhà hàng lẩu nổi tiếng Sibu Sibu. Thành phần nồi lẩu theo thực đơn gồm có thịt và rau củ. Theo lời người chồng thì hai vợ chồng anh đang ăn đến hơn nửa nồi lẩu thì mới thất kinh phát hiện ra dưới đáy nồi có xác một con chuột còn nguyên vẹn. Đoạn video ghi lại hình ảnh đáng sợ này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Weibo. Theo hình ảnh trong video, con chuột có vẻ là chuột con, chưa có lông, chân duỗi thẳng giữa đôi đũa. Nhà hàng Sibu Sibu đề nghị được bồi thường 5.000 nhân dân tệ, tương đương 729 USD. Tuy nhiên, người chồng được biết đến với cái tên ma chưa nhận, nói trước mắt sẽ đưa người vợ mang thai đi kiểm tra sức khỏe trước, rồi mới tính chuyện bồi thường. Người chồng cho biết một thành viên nhà hàng còn đề nghị đưa cho vợ chồng anh 20.000 nhân dân tệ, tương đương 2.900 USD để phá thai nếu hai vợ chồng lo ngại về sức khỏe bào thai. Nhà chức trách thành phố Duy Phường đã lệnh đóng cửa nhà hàng Sibu chờ điều tra. Điều tra ban đầu chưa xác định được vì sao con chuột có trong nồi lẩu, tuy nhiên có thể có hai sự cố xảy ra ở hai khâu: tiến trình chế biến nước dùng hoặc từ nguồn nguyên liệu. Trong thông báo ngày 8 tháng 9, nhà hàng Sibu Sibu nói mình rất coi trọng chuyện vệ sinh thực phẩm và sẽ chú ý thêm chuyện này sau sự cố này. Chuỗi nhà hàng Sibu Sibu thành lập năm 1998, hiện có 759 cửa hàng ở khắp Trung Quốc, Bắc Kinh, Thượng Hải, Thiên Tân. Giá cổ phiếu của chuỗi Sibu Sibu nhanh chóng giảm 12% vì sự cố. Chuỗi Sibu Sibu mất hơn 190 triệu USD giá trị thị trường chỉ trong vài ngày. Lẩu là một trong những món ăn được yêu thích nhất tại Trung Quốc. Vì thế, theo Washington Post, đoạn video đáng sợ về xác con chuột trong nồi lẩu không ngăn được người dân Trung Quốc đến các nhà hàng ăn lẩu. Sau vài ngày giảm, cổ phiếu của Sibu Sibu đã dần hồi phục. Sự cố của Sibu Sibu xảy ra chỉ vài ngày sau khi truyền thông Trung Quốc đưa tin một người phụ nữ nước này phát hiện có roi trong nồi lẩu của mình khi ăn tại một nhà hàng. Chuyến đi cuộc đời của cô gái 23 tuổi.
Trên suốt các chặng đường chinh phục 2.000 km đã có lúc cô gái nhỏ nhắn này bật khóc vì đuối sức và cả tinh thần. Nhưng rồi những gì đã làm được khiến anh Thư hạnh phúc và đón chào tuổi 23 của mình ý nghĩa hơn bao giờ hết. Giấu gia đình vì sợ ba mẹ lo lắng. Nhìn thân hình nhỏ nhắn chẳng ai dám tin anh Thư có thể làm được điều này. Nhưng cơ duyên đến khi cô gái đọc được cuốn sách Đường về nhà của tác giả Đinh Phương Linh. Trong cuốn sách kể về chuyến đi cuộc đời của nhân vật Xuyến từ Bắc Kinh về Hà Nội ăn Tết bằng xe đạp với chặng đường 3.395 km trong 30 ngày. Cuốn sách đã truyền cho anh Thư cảm hứng thực hiện chuyến xe đạp về quê ăn Tết 2018 vì muốn có một cái Tết thật khác như cách mà nhân vật Xuyến đã làm. Thế là 650 km thành phố Hồ Chí Minh Phú Yên đã được hoàn thành trong 5 ngày rưỡi cùng những kỷ niệm không thể nào quên, đã tạo thành động lực để cô gái trẻ tiếp tục thực hiện chuyến đi cuộc đời, chuyến đạp xe xuyên Việt của mình. Nhưng vì không muốn gia đình lo lắng nên anh Thư đã giấu gia đình để đến khi hoàn thành xong chuyến hành trình cô mới thông báo cho ba mẹ biết. Thế nhưng đến khi chỉ còn 200 km nữa là đến Hà Nội thì anh Thư nhận được cuộc gọi từ gia đình. Điều khó khăn nhất là phải đưa ra lựa chọn tiếp tục hay dừng lại. 200 km nữa là đến Hà Nội, chỉ còn 2 ngày đường nữa thôi. Nhưng ba mẹ biết chuyện và gọi về nhà gấp. Hoặc là về ngay bây giờ, hoặc là đừng bao giờ về nhà nữa. Nhưng chỉ còn 200 km nữa là đến đích, đã vượt qua 1.800 km để đến được đây. Nếu bây giờ bỏ cuộc mà quay về thì chắc chắn sẽ hối hận mãi về sau. Nên mình đã năn nỉ ba mẹ cho thêm 2 ngày nữa để đạp đến Hà Nội rồi sẽ bay về ngay. Cuối cùng điều may mắn nhất là nhận được sự đồng ý của mẹ, niềm vui như vỡ òa và mình lại tiếp tục chinh phục đoạn đường còn lại. Anh Thư không giấu được cảm xúc khi nhớ về thời khắc phải quyết định đi tiếp hay dừng lại. Có lúc tưởng bị lừa. Tổng kết lại chuyến hành trình của mình, anh Thư gọn ghẽ 22 ngày trên đường, 2.000 km, tương đương 11 bữa cơm nhà thân thương, ngủ nhờ 13 gia đình, 1 nhà nghỉ, 1 nhà trẻ, 1 nhà ga, 1 xóm đạo, 1 bãi biển, 1 bệnh viện, hết thảy cung bậc cảm xúc nên thơ, và một tuổi trẻ đáng nhớ sẽ không trở lại bao giờ. Và những cung bậc cảm xúc đó anh Thư chẳng thể nào kể hết được, chỉ biết rằng đã có lúc cô gái tưởng mình bị lừa vì chỉ nhìn vào vẻ bề ngoài mà phán đoán người khác. Anh Thư kể vì chuyến đi này muốn trải nghiệm nhiều hơn là du lịch nên buổi tối sẽ xin ngủ nhờ nhà người dân địa phương hoặc là liên hệ trước với những người bạn, người quen ở đó. Đến Hội An, Thư được một người bạn thành viên nhóm Phượt Đi chủ động liên hệ muốn giúp đỡ và có thể đến nhà bạn đó ngủ nhờ. Anh Thư vội nhận lời mà chưa tìm hiểu thông tin, không biết mặt bàn địa chỉ nhà. Chặng đường từ Quảng Ngãi ra Hội An, mình đi lạc đường nên hôm đó đạp 150 km đến tận 21 giờ rồi gọi điện cho bạn. Mà mỗi lúc gọi, bạn hẹn một địa điểm khác nhau, không đưa rõ địa chỉ cụ thể. Lúc gặp bạn ở địa điểm hẹn để dẫn về nhà thì mình chết lặng và cực kỳ lo lắng vì vẻ ngoài người đó rất giống đàn anh đàn chị. Trong đầu mình chỉ nghĩ tới việc có khi nào mình bị lừa. Nhưng lúc đó cũng không biết làm gì hơn nên tự trấn an bản thân, mãi cho đến khi về đến nhà gặp được mẹ của bạn ấy thì cảm giác nhẹ nhàng hơn hẳn, Thư kể. Từ đó Thư nhận ra, hóa ra vì mình dám liều một lần, dám tin vào sự tốt đẹp của người khác và không gán nhãn vì vẻ bề ngoài của họ mà mình đã có cơ hội được gặp gỡ một gia đình vô cùng tốt bụng nơi xứ Quảng. Tuổi trẻ không quay lại lần hai. Rồi có lúc cô gái đã phải vừa đạp xe vừa khóc suốt 8 km đường, đấy là ngày thứ 16 trong chuyến đi, chặng đường từ Huế đến Quảng Trị. Từ cái đêm hai hôm trước leo bán đảo Sơn Trà ở Đà Nẵng xong là cơ thể yếu hẳn nhưng mệt cơ thể cũng không so được với đuối tinh thần, phần vì vừa ngược nắng ngược gió cố gắng đạp để cơ nóng lên mà vẫn không lên nổi. Lúc đó mình nhớ mẹ và chẳng nghĩ được gì nữa mà cứ luyên thuyên gọi. Mẹ ơi, con nhớ mẹ quá, con đuối quá, và nước mắt nghẹn ngào tuôn rơi nhưng khóc hết ra, thấy đỡ hơn. Rồi bỗng dưng mình đạp nhanh hơn, hai chân khỏe hơn, bất giác đã đạp được 8 km trong gần nửa tiếng mà không hề hay biết, anh Thư kể lại.
cô nàng cũng kể trước khi thực hiện chuyến đi này đã từng nhiều lần chất vấn bản thân, mình đã mất 6 tháng đầu năm 2018 để chấp nhận rằng mình đang 23 tuổi. Và thật bất công cho tuổi 23 vì sẽ có gì đáng nhớ nếu như mình cứ nghĩ vẫn đang tuổi 22 và chuyến đi này sẽ là một dấu ấn đáng nhớ làm nên tuổi 23 của mình. Chính vì thế, trò chuyện cùng anh Thư sau khi trở về từ chuyến đi, cô nàng gửi lời nhắn nhủ đến những bạn bè đồng trang lứa, nếu không đi bây giờ thì sau này già mất và mình chỉ có duy nhất một lần 18 tuổi, một lần 20 tuổi, một lần 23 tuổi, 25 tuổi hay 30 tuổi. Nên mình luôn muốn mỗi năm của mình trôi qua phải có cái gì đó đáng nhớ và trọn vẹn, đúng cũng được, sai cũng được, vui cũng được, buồn cũng được, tổn thương cũng được. Nhưng ít nhất mình không hối hận về những điều mình đã làm. Khi có ý tưởng gì đó đừng chần chừ mà hãy bắt tay làm ngay, vì nếu không làm bây giờ thì sẽ là bao giờ.